À, xin chào các bạn. Video này Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết hơn về cách sử dụng các cái chân sụp nhập số của quy điều khiển AVR. Thì các bạn xem con AVR 328B nè, nó có tổng cộng là 3 bọt, bọt B, bọt C ở đây và bọt D ở đây, 3 bọt B, C, D. Thì một cái bọt của quy điều khiển 8X thì thường nó có 8 chân, tính từ 0 cho đến 7. Ở đây chúng ta có bọt D là đủ 8 chân từ 0 đến 7 đúng không? Bọt B cũng có đủ 8 chân là từ 0 đến 7. Còn bọt C thì chúng ta có BC0, BC1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi, không có BC7. Rồi, thì một cái chân của nó được đa hợp với nhiều chức năng khác nhau. Trong đó có chức năng sụp nhập số, rồi chức năng analog hoặc là chức năng UART, giao tiếp UART chẳng hạn. Thì cái chức năng mà phức tạp đó sau này mình sẽ học sau. Trong bài này mình học chức năng đơn giản nhất là sử dụng một cái chân của điều khiển để sụp nhập số, để xuất dữ liệu ra mức 0, mức 1 hoặc là đọc vào trạng thái của cái chân đó đang là mức 0 hoặc là mức 1 đó. Thì cái chức năng đó người ta gọi là sụp nhập số hoặc là tiếng Anh người ta hay nói là chức năng IO hoặc là GPIO ha. Rồi. Bây giờ để điều khiển được một cái bọt đó với chức năng GPIO thì người ta cho mình ba cái thanh ghi để chúng ta có thể điều khiển được chức năng đó. Đó là thanh ghi bọt. Mỗi bọt nó đều có thanh ghi bọt hết. Ví dụ thanh ghi của cái bọt B thì nó có thanh ghi bọt B, bọt C thì có thanh ghi bọt C và bọt D thì có thanh ghi bọt D. Tương tự như vậy. Thanh ghi thứ hai là thanh ghi DDR. Và mỗi bọt đều có thanh ghi DDR hết. Và thanh ghi thứ ba là thanh ghi pin. Thì thanh ghi DDR đó chúng ta dùng để chọn hướng cho cái chân của vi điều khiển là input hay là output, ngõ vào hay là ngõ ra. Nếu mà các bạn ghi cái mức 1 lên trên thanh ghi DDRB, ghi mức 1 lên một cái bit nào đó thì cái chân tương ứng với bit đó thì nó sẽ là ngõ ngõ ra, xuất ra. Còn nếu các bạn ghi mức 0 thì cái chân đó sẽ là ngõ vào. Như vậy là thanh ghi DDR nó sẽ có 8 chân. Nó sẽ có 8 bit tương ứng với lại 8 chân. Chúng ta có thể chọn từng chân độc lập với nhau, có thể cho một chân bất kỳ là ngõ vào rồi chân khác là ngõ ra chẳng hạn. Nó độc lập với nhau thông qua cái thanh ghi DDR này. Còn thanh ghi bọt là dùng để xuất dữ liệu ra. Khi một cái chân mà nó chúng ta đã cho nó là output rồi thì chúng ta muốn xuất dữ liệu liệu ra mức 0 hay là mức 1 gì đó thì chúng ta xuất ra cái thanh ghi bọt. Còn thanh ghi pin là dùng để đọc dữ liệu vào. Nếu mà một cái chân nó là input rồi đó thì chúng ta có thể đọc được trạng thái của cái chân đó đang ở mức 0 hay mức 1 thông qua cái thanh ghi pin. Tóm lại chúng ta có ba thanh ghi ha, DDR dùng để chọn hướng, bọt dùng để xuất dữ liệu và pin dùng để đọc dữ liệu. Ok. Ngoài ra nó còn có chức năng khác nữa, một lát mình sẽ nói sau ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi viết một cái code mỏng ha. Chẳng hạn như là ở đây mình vẽ mặt luôn đi. Ở đây chẳng hạn như là mình có một cái bóng đen ở cái bọc B, một cái bóng đen ở bọc B, bóng đen LED. LED thì phải có điện trở hàng dòng. Điện trở hàng dòng ở đây mình sẽ chọn là 330 ohm. Rồi ở bọc B chẳng hạn mình có hai cái nút nhấn, một nút là on, một nút là off. Khi nhấn nút on thì mình sẽ bật sáng bóng đèn LED này lên, nhấn nút off thì mình tắt nó đi. Đó là cái ví dụ đơn giản như vậy. Thì nút nhấn chúng ta sẽ kết nối như thế nào? Cái này chúng ta đã học rất là nhiều rồi ha. Sẽ có một cái nút nhấn nối xuống mát. Khi chúng ta nhấn nút nhấn thì cái chân này được kéo thẳng xuống mát thì nó sẽ đọc về được là mức 0. Còn khi chúng ta không nhấn nút nhấn thì chúng ta có thể thêm một con điện trở nữa đi. Thêm một cái con điện trở để kéo lên. Khi mà chúng ta không nhấn nút thì cái con điện trở này nó sẽ kéo lên trên nguồn, nguồn VCC. Và chúng ta sẽ đọc về được là mức 1. Như vậy là chúng ta phân biệt được hai cái trạng thái của nút nhấn là có nhấn hay là không, thông qua chúng ta đọc trạng thái của cái chân này là mức 0 hay là mức 1. Thì trong mỗi bọt, mỗi cái chân của vi điều khiển AVR đó nó đều có một cái con điện trở kéo lên hết. Chúng ta có thể chọn là cho phép kéo lên hay là không cho phép kéo lên.
thì cái đó một lát mình sẽ nói sau. Ở đây để chúng ta thiết kế cái phần cứng của chúng ta cho nó chắc ăn ấy, thì chúng ta nên vẽ luôn cái con điện trở kéo lên để làm option. Lỡ như chúng ta sử dụng cái con vi điều khiển đó mà nó không có chức năng cho phép kéo lên bằng phần mềm ở phía trong đó, thì chúng ta sẽ gắn thêm con điện trở kéo lên ở ngoài. Còn nếu mà con vi điều khiển mà cái chân của nó có cho phép là enable cái điện trở kéo lên được thì tốt. Lúc đó chúng ta không cần gắn con điện trở này, tiết kiệm hơn thôi. Như vậy con điện trở này các bạn cũng nên có, khi thiết kế phần cứng cũng nên có để chúng ta dự phòng, nó có chức năng dự phòng. Còn các bạn muốn gắn hay là không thì tùy. Nếu mà vi điều khiển của chúng ta có chức năng điện trở kéo lên rồi thì khỏi gắn, hoặc là chúng ta gắn cũng đâu có sao đâu, đâu có chết ở đâu, đúng không? Và tương tự như vậy, mình sẽ thêm một cái nút nhấn nữa. Cái chân này chẳng hạn như là mình nối vào chân BD1 thì chẳng hạn, và mình đặt tên cho cái nút nhấn này, nút này là nút on, cho phông chữ nó lớn lên. Cái này là chọn phông rồi, chọn width 2 mình sẽ cho nó lớn lên. Phím tắt cho cái nút copy luôn, mình nhấn cái Ctrl C copy cho nhanh ha. Thì để đặt phím tắt chúng ta vào Set Keyboard Mapping. Selection Context Command. Ở đây block copy mình chọn là Ctrl C. Ok. Sau này có copy linh kiện hay là copy cái gì đó mình chỉ cần nhấn cái chọn nó rồi nhấn Ctrl C thôi, copy ra. Copy ra rồi nhấn SC để thoát, sau đó sửa lại cho nó nhanh ha. Đó. Thì chúng ta có nút on và nút off. Bây giờ mình sẽ đi viết code. Mình sẽ đi viết code. Cái con array này mình cho nó không sử dụng bộ chia nè, tần số thách anh là 16 mà sử dụng xung clock bên ngoài. Rồi, mấy cái này thì để mặc định đi. Ok. Bây giờ mình đi viết code. Và mình tạo mới một cái dự án file new project. Ok. Rồi, vi điều khiển là 3 2 8 b, clock là 16 m. Thì ở đây á, nếu mà các bạn có thể dùng chức năng chọn setup cho in out của nó bằng cái chức năng VinSat tự động của nó ở đây ha. Nhưng mà trong bài này để chúng ta hiểu rõ hơn về cách set in out đó, mình sẽ không chọn chức năng in out ở đây trước mà mình sẽ viết bằng code luôn ha, để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Thì chúng ta ở đây chúng ta không chọn gì hết, chúng ta cứ để mặc định nó như thế này đi. Một lát mình sẽ setup bằng code ha. Rồi. Như vậy là ở đây mình chỉ cần chọn đúng loại vi điều khiển và tần số là 16 m là được rồi. Bộ chi chúng ta chi một mà không chi gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ load lại, mình sẽ đặt tên của cái bài này là GBIO. Rồi, chúng ta save cái process này lại là GBIO luôn. Rồi, cái workspace thì load lại là GBIO luôn. Nó cũng tạo code khởi tạo cho chúng ta, nhưng mà code khởi tạo này là code khởi tạo mặc định hết, trạng thái mặc định của Avira, chúng ta không cần quan tâm tới nó lắm. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chèn thêm code, thì mình sẽ thêm một số cái code để khởi tạo IO. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái chân của bọc B này, BD0 và BD1, chúng ta phải set nó là ngõ vào đúng không? Nhưng mà cái chân của con vi điều khiển Avira đó, khi mà chúng ta mặc định, khi mà chúng ta mở nguồn lên, sau khi reset xong thì nó sẽ tự động set các cái chân này là ngõ vào hết.
cho nên có thể các cái chân ngẫu vào các bạn không cần phải config cho nó cũng được, các bạn không cần phải phải lập trình để config cho nó lúc khởi tạo. Nhưng mà cái chân output này chúng ta phải khởi tạo trạng thái cho nó ban đầu là output để chúng ta sử dụng nó với chức năng lần còn ra. Do đó ở đây nếu mà trường hợp mà mình viết code đơn giản á, thì mình chỉ cần khởi tạo cho cái chân BB0 này thôi. Thì code khởi tạo thì người ta sẽ đặt ở trên cái vòng lặp while lại ha. Có thể là ở phía trên cái code khởi tạo mặc định của mình đặt ở phía dưới cái code khởi tạo mặc định của cái thằng code VCN tạo ra. Cho nên code khởi tạo của mình sẽ đặt ở đây ha. Bắt đầu viết từ đây. Thì chúng ta muốn chọn hướng thì chúng ta sử dụng thanh ghi DDR. Ở đây chúng ta muốn chọn hướng cho cái chân BB0, cho nên chúng ta sẽ dùng thanh ghi DDRB. Ở đây mình khi viết code mình nên ghi chú lại để cho nó rõ ràng. Đó là chúng ta ở đây là chúng ta khởi tạo init cho cái chân gì à? Chân BB0 đúng không? À, ngõ ra. Do đó một b chấm bit thứ 0 sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn nhớ bằng 1 là ngõ ra. Còn bằng 0 là ngõ vào. Còn ngõ vào nó mặc định là ngõ vào rồi, cho nên chỉ cần setup cho cái chân là ngõ ra thôi. Và chúng ta đặt luôn cái giá trị ban đầu. Mình muốn ban đầu sau khi reset xong thì con led này nó tắt đi, do đó mình phải xuất cái mức mức 0 ra để làm tắt con led đi. Thì ở đây chúng ta cho cái thanh ghi bộ b chấm bit thứ 0 là bằng 0 ha. Là xuất cái mức 0 ra cái chân thứ 0 của bộ b. Thì thông thường thì các bạn làm như thế này cũng được ha. Hoặc là tốt hơn thì các bạn nên xuất cái mức 0 ra bộ b trước rồi các bạn mới set nó là ngõ ra. Thì cái này tại sao lại viết như vậy nó lại tốt hơn thì các bạn tự phân tích ha. Tự phân tích để thấy tại sao nó lại tốt hơn. Ở đây mình sẽ không nói ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi viết code xử lý ở đây. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta sẽ dùng if else để chúng ta xử lý đúng không? Nếu mà chúng ta đọc ngõ vào ở đây mà bằng không, tức là có nhấn nút on thì mình bật cái bóng led lên. Còn chúng ta đọc ở đây là mức không, tức là có nhấn nút rồi thì chúng ta tắt con led đi. Như vậy thôi. Ở đây chúng ta xét này if để đọc ngõ vào thì chúng ta sử dụng thanh ghi bin d chấm bit thứ 0 bằng 0, tức là có nhấn nút on đúng không? Thì lúc đó chúng ta sẽ cho con led tắt đi bằng cách là cho bọc b chấm bit thứ 0 bằng 0 bằng 1 chứ, bật sáng nó lên chứ đúng không? Còn ở đây nếu mà chúng ta xét bin d chấm bit thứ 1 mà bằng 0 thì chúng ta sẽ tắt nó bằng cách là cho bọc b chấm bit thứ 0 bằng 0. Đó. Đây là nếu có nhấn nút off này. Cái này dùng để bật led. Cái này dùng để tắt led. Rồi, mình biên dịch cái chương trình này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nạp cái code này vào và chạy thử. Chúng ta chạy thì các bạn thấy ban đầu vô thì con led nó tắt đúng không, tại vì chúng ta xuất mức không ra đây. Còn hai cái chân input này thì do con điện trở kéo lên cho nên nó đọc là mức 1, và mức 1 thì nó xét trong chương trình của chúng ta đó, nó xét nếu là mức không thì nó mới chạy cái code này. Cho nên nếu là mức 1 thì nó giữ nguyên trạng thái của con led là tắt ở đó. Bây giờ mình nhấn nút on, nhấn nút on
nhấn on xuống thì các bạn thấy chân của vị điều khiển nó xuống mức 0, các bạn thấy không? Thì bóng đèn led nó sẽ sáng lên, còn nhấn off thì nó sẽ tắt đi ha. Bây giờ giả sử như mình không có điện trở kéo lên, mình xóa con điện trở kéo lên này đi, thì các bạn thấy khi mà mới mở nguồn lên thì trạng thái của cái chân của vi điều khiển nó là trạng thái 2Z. 2Z coi như là hở mạch, nó không có xác định là mức 0 hay là mức 1 đâu ha. Nó không biết là mức 0 hay là mức 1, nó trạng thái thả nổi đó. Do đó nó nhiễu ha. Nó nhiều, có lúc nó đọc mức 0, có lúc nó đọc mức 1, cho nên con led nó sẽ chớp 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 ha. Bây giờ mình sẽ thử, mình không dùng điện trở kéo lên nữa mà mình sẽ thử enable cái con điện trở kéo lên của cái hai cái chân của bọc D này ha. BD0 và BD1 mình sẽ dùng code để mình enable điện trở kéo lên. Nên mình sẽ cho phép điện trở kéo lên. Ở đây mình sẽ cho phép mình up trên hai cái chân là BD0 và BD1. Thì để enable được cái điện trở kéo lên đó, thì khi một cái chân nó là khi mà một cái chân mà chúng ta đã set nó là ngõ vào bằng cái thanh ghi DDR rồi đó. Bây giờ chúng ta muốn cho phép điện trở kéo lên thì lúc đó mình dùng cái thanh ghi bọt để cho phép điện trở kéo lên ha. Lúc đó thanh ghi bọt nó không phải là dùng để xúc mất logic ra cái chân input nữa. Input thì không thể nào xúc mất logic ra được rồi. Do đó người ta sử dụng luôn cái thanh ghi bọt để người ta cho phép hay là cấm cái con điện trở kéo lên ha. Cho phép điện trở kéo lên bằng cách là chúng ta ghi mức 1 ra cái bit tương ứng trên cái thanh ghi bọt. Còn nếu chúng ta muốn cấm điện trở kéo lên, không sử dụng điện trở kéo lên cho cái chân đó là 2Z, thì chúng ta sẽ xúc cái mức 0 ra cái thanh ghi bọt ha. Như vậy các bạn nhớ, khi mà một cái chân đó mà nó là ngõ vào, chúng ta đã set up nó là ngõ vào, thì người ta sử dụng cái thanh ghi bọt để người ta cho phép hoặc là không cho phép điện trở kéo lên ha. Rồi thì ở đây mình sẽ sử dụng cái thanh ghi bọt bọt D chấm bit thứ 0 là bằng 1, bọt D chấm bit thứ 1 là bằng 1. Rồi mình biên dịch chương trình. Rồi mình chạy lại. Lúc này các bạn sẽ thấy khi mà không nhấn nút thì lúc này cái chân của con vi điều khiển do có điện trở kéo lên ở phía trong á, cho nên nó sẽ là mức 1. Rồi bây giờ mạch của chúng ta đã chạy lại bình thường, giống như là lúc chúng ta sử dụng con điện trở kéo lên ở phía bên ngoài. Dĩ nhiên bây giờ nếu mà các bạn có luôn con điện trở kéo lên ở phía bên ngoài này thì cũng không sao cả, càng tốt thôi, chứ không có gì hết. On sáng, off tắt. Rồi đó là về thanh ghi bọt để cho phép điện trở kéo lên. Rồi tiếp theo là cái thanh ghi pin. Thanh ghi pin ngoài cái việc là chúng ta có thể đọc trạng thái của một cái chân thông qua thanh ghi pin khi chân đó là input đó, thì cái thanh ghi pin này còn sử dụng để đảo đảo trạng thái của một cái chân. Khi mà chân đó chúng ta đã set nó là output thì chúng ta có thể sử dụng cái thanh ghi pin để chúng ta đảo chân, đảo trạng thái của cái chân. Chẳng hạn như là ở đây mình không yêu cầu cái chương trình này mình đổi lại, mình không có dùng on off để tắt led nữa, mà mình sẽ xúc một cái sung vuông ra cái trong BB0, tức là cho mình cho con led chớp tắt ở tần số là 1 Hz, giống như là cái bài đầu tiên chúng ta đã làm. Nhưng mà chúng ta không phải là sử dụng lệnh xúc mức 0 mức 1 ra cái thanh ghi bọt nữa, mà chúng ta sử dụng thanh ghi pin để chúng ta đảo trạng thái của cái con led này. Bây giờ code mình sẽ sửa lại, code mình không quan tâm tới nút on hay nút off nữa, mình cứ đảo đảo cái chân BB0 này liên tục để chúng ta xúc được cái sung vuông ra, thì lúc đó các bạn sẽ thấy con led nó chớp tắt. Thì ở đây chúng ta sẽ không quan tâm này nữa, cái này mình sẽ xóa đi. Thay vì xóa đi thì các bạn có thể cho nó thành cái ghi chú ha. Bây giờ mình sẽ viết như sau, mình sẽ sử dụng thanh ghi pin. Ở đây mình muốn đảo một cái chân của bọc B thì mình sử dụng thanh ghi pin B chấm bit thứ 0 là bằng 1. Khi mà chúng ta xúc mức 1 ra
xuống mức 1 lên cái một cái bit nào đó của thanh ghi pin đó. Và cái chân đó nó chúng ta đã set up cho nó là ngõ ra rồi, thì khi chúng ta xuống mức 1 lên thanh ghi pin thì nó sẽ đảo trạng thái của cái chân đó lại. Nếu mà chân đó đang bằng 0 thì nó sẽ đảo lên thành 1, còn nếu đang bằng 1 thì nó sẽ đảo lại bằng 0. Và đây để thấy được trạng thái của nó thì chúng ta sẽ dùng thêm là delay nữa. Delay để giảm cái tần số đảo trạng thái lại. Thì ở đây chúng ta sẽ delay khoảng 500 mili giây. Thì như vậy các bạn sẽ thấy cái trạng thái của cái chân BB0 nó sẽ thay đổi trạng thái liên tục, mỗi lần thay đổi là 500 mili giây. Ở đây mình include thêm cái tab là delay.h. Lúc này mình sẽ dùng thanh ghi pin để mình đảo trạng thái của một cái chân là ngõ ra. Như vậy là tóm lại bài này chúng ta học được cách sử dụng cái thanh ghi board DDR và pin để chúng ta cấu hình cho một cái chân và chúng ta xuất dữ liệu ra, hoặc là chúng ta đọc dữ liệu vào và chúng ta cho phép điện trở kéo lên, hoặc là đảo trạng thái của một cái chân của vi điều khiển ha. Rồi thì bài của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.